Con xin chào cô chú ban giám khảo và tất cả mọi người có mặt ở đây. Họ tên của con là Trần Châu Kim Anh, con đến từ Sóc Trăng, con 10 tuổi. Hôm nay con xin hát bài Bông Dáng Mẹ Hiền. Cảm ơn con gái. Cô bé 10 tuổi đến từ Sóc Trăng. Xin mời giám khảo Thanh Hằng. Con có cái mặt con rất là sáng, cái giọng ca của con cũng sáng, mà khi con ca con có cái cảm xúc trong từng lời ca. Khi con ngân cái lời chót, con ngân con luyến lái cái chỗ đó rất là tròn, nó không bị gãy. Con đã làm chú ấn tượng trong câu hát đầu tiên. Dạ. Và có 10 tuổi mà làm được như vậy là khó lắm. Hát rất thoải mái, tự nhiên, lên cao xuống thấp rất ngọt. Con biết những cái chỗ thấp mà con nít hát á, rất là khó, mà con xuống rất là tới, rất ngọt. Lúc mà con bước ra thì cô Việt Hương thấy là cô Bình Tinh hơi mệt mệt rồi. Cô Bình Tinh cũng lo, cô rướn người ra gì luôn. Mà con hát xong là bà xà người xuống liền. Bình Tinh bây giờ là kiểu lắm rồi, không còn nước nào để nói nữa hết. Bây giờ không biết con về đâu thôi. Dạ, tiết lộ cho ban giám hiệu biết luôn nha. Cô bé này không phải chỉ hát dân ca trữ tình hay đâu, hát nhạc nhẹ cũng hay luôn. À, căng thẳng. Căng thẳng, kia có người nhóm rồi.
hát thử một đoạn một cái bài hát nhạc nhẹ nào đó mà con thích, con vẫn thường hay hát á. Mẹ thương con có hay cha, thương từ khi thai nghén trong lòng, mãi nắng sớm chiều mưa rào, chiến thắng so chiến nam, gian khó tiến khôn cùng. À, cô Việt Hương đồng ý. Chú đồng ý. Cô Thanh Hằng đồng ý. Đồng ý. Cô Đăng Trang. Cô đồng ý. Trời ơi, bốn sự đồng ý từ ban giám khảo. Bây giờ làm sao đây nè? Con cho cô hỏi ha. Dạ. Con yêu thích cái bộ môn nào? Con thích cái bài dân ca mà con ca đầu tiên hay là con thích cái bài nhạc nhẹ mà con ca phía sau? Dạ cả hai. Cả hai. Cô bình tĩnh, cô có cách gì đó để thuyết phục bé để về lớp của mình hay không? Dạ có. Cô Tinh nghe cái giọng ca của con á, thì cô Tinh cảm nhận con có một cái nét ca giống giống như là anh Quách Phú Thành quán quân mùa 1. Bây giờ bình tĩnh nói, bây giờ nghe cái giọng nói của bé đúng là thấy giống bé Quách Phú Thành của mùa trước. Chị thấy là hát cái giống giống Chí Thiện đó. Em hết chị. Nè, mày nè. Con nghe chú nói nè. Cô bình tĩnh nói con giống Quách Phú Thành quán quân của mùa trước đúng không? Nhưng qua lớp của chú sẽ làm con chính là Kim Anh. Bây giờ như này con ơi, con nghĩ rằng con sẽ phù hợp với lớp nào? Lớp nhạc kẹ của chú Chí Thiện hay là lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh nè? Mời con. Dạ con chọn cô Bình Tinh. Mời con. Một cô bé quá dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Thanh quan vững và an tâm, hổ quyết long đàm lòng công nao núng. Tướng sĩ ta nhuệ khi ngũ trời, lớp lớp hàng hàng không rời tài kiếm. Tấn tới rập ràng kỹ bộ tư. Tình tâu giặc xua binh tấn công chỉ là kế nghi binh. Kế nghi binh, nếu để giải đất bình lệ nguyên này rơi vào tay giặc, thằng Long Thành rồi sẽ ra sao? Bỏ kinh thành dạ trắng nao nao thì còn đậu lăng miêu tổ tông đại diệt. Tâu bệ hạ, thần mạo muội đôi câu. Khanh cứ nói. Người làm tướng giỏi phải biết lượng sức ta với địch, người trị nước giỏi phải biết cân nhắc trọng kích. Trọng kích. Chuyện gì? Hả? Tâu bệ hạ, đội tượng binh cơ hồ tan vỡ, kiên xương hầu đã thọ trọng thương. Đã
bệ hạ. Thì gian lúc mới biết hy sinh đời trái xa gì. Dẫu gian khó thế không sợ, lòng sao đánh bệ bệ hạ. Lòng trung của tướng quân gọi hồn thiên núi sông ghi vào lòng bệ hạ. Phạm cử chích lễ tân dạ. Mau đến cửa sông bẩm nhân Huệ Dương ta sẽ đến. Không bệ hạ, không đi ngay bệ hạ. Đây là lệnh hả? Bệ hạ đi. Xin thần tôn lệnh hạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Bảo Táp Nguyên Phong với phần dự thi của bé Trọng Nhân. Con biết không,
Kỳ trước đó là đu đeo bay lên hạ xuống thót tim, làm quá trời. Kỳ này ra hát đứng sang trọng, hát cho vừa lòng cô Thanh Hằng. Kỳ trước cô Thanh Hằng sợ là mệt hát không được, hôm nay hát xong hết bắt đầu qua đấu. Mà con có biết không, cô nghĩ là nên đem con đi biểu diễn ở các cái trường để cho các bé học lịch sử á. Ha, lịch sử sống coi mà đã dễ sợ luôn á. Coi vậy trời thuộc liền, thuộc lịch sử gần mai trả bài thuộc liền luôn. Mà cái cỡ tuổi của con mười mấy nữa là các em chịu lắm. Mà biết sao không? Cái số kép ông ơi, ông sang quá. Cái mặt á, mặt vuông chủ điền, mặt kép, mặt kép sang lắm. Giọng cũng kép và tướng tá kép, mà cái mặt diễn rất là bình tĩnh. Thêm cái nữa là con được học thêm sự vũ đạo rất là tuyệt vời. Không phải đơn giản mà để tụi con được biết múa bộ các anh mà trước con nè. Hiện tại bây giờ chưa chắc gì các anh lại có một cái bộ vũ đạo giống như là con. Hiện tại bây giờ con đã được. Về chuyên môn con đã o bế cái câu vọng cổ. Mà cái câu vọng cổ cái vế đầu con vô nó còn hơi bị trên lệch chút xíu à. Cái vế sau con rất là ngọt. Mà cái nhịp của con, mặc dù con không có bóng bẫy về nhịp nhàng, con ca khuôn khổ, nhưng cái khuôn khổ trong đó con nhấn nhá cái chữ và cái văn từ, cái chính tả rất là đúng, không có sai cái gì cả. Con biết không, khi mà cô được ngồi ở đây á, cô cảm thấy mỗi ngày cô yêu cải lương hơn. Cô ước mơ có một ngày cô được hát cải lương và được có một cái vai diễn để được mặc cái bộ trang phục cổ trang này và được diễn xuất những cái vũ đạo của Hồ Quảng. Và cô rất là trân trọng công sức của cô Bình Tinh dành cho các con. Tuy nhiên, theo cá nhân của cô thì cô hơi tiếc chút xíu. Tiếc rằng mấy tuần nay liên tục cái mô típ đi quá giống nhau. Cũng là có những cái người giặt, rồi con lại dùng vũ đạo để đánh. Thì cô cảm nhận là những cái đánh võ đó nó bắt đầu xìu đi. Con có nhớ những cái tuần trước không? Cô đi bằng gối cô cho điểm con nhớ không? Dạ nhớ. Cô dùng hết sức lực của cô để cô la lối Hồ Quảng, con nhớ không? Dạ. Nhưng mà lần này cô hơi xìu chút xíu. Bởi vì tất cả những điều đó mình đã thấy qua hết rồi. Cho nên cô ước gì thầy trò của con đổi chiêu chút xíu để cho người ta ấn tượng con hơn nữa. Còn bây giờ con vẫn ấn tượng với những cái vai diễn rất là chính diện, nhưng mà nó cũng như thế thôi. Cho nên cô mong là cái sự đầu tư về ý tưởng nó phải hơn nữa, để cho con có cơ hội được thể hiện nhiều cái màu sắc, để cho con học được nhiều bài học hơn trong cuộc chơi này. Cảm ơn giám khảo Đoàn Trang. Đây là một cái lời nhận xét góp ý và là một cái lời gợi ý rất là giá trị. Nếu như mà bé còn sẽ được góp mặt ở những vòng trong nữa đó, thì có thể Bình Tinh nhớ cái lời của Đoàn Trang ngày hôm nay để có thêm ý tưởng cho phần tiết mục của con nha. Xin mời Quang Lê. Những cái vai cổ con làm rất ra rồi. Bây giờ chúng tôi muốn thấy con ở một cái hình hài khác. Tại vì cái này nó bị lặp lại đúng, Trang nói đúng. Nhưng mà hôm nay chú phải khen con, bởi vì hôm nay giọng con ca rất rất là tuyệt vời, xuống nhịp rất là chắc. Và con biết là bây giờ chú phát hiện ra cái là trong cái giọng con đó rất là sở hữu một cái gì đó riêng biệt. Giống như là giọng của chú Thanh Sang vừa cất lên biết ông Thanh Sang, Minh Dương cất lên biết chú Dương. Phải khen con nha, con có cái giọng rất đặc trưng nha, con mừng đi đó. Mừng đi. Một ca là tao biết con nè, cứ cất mừng lên là biết Trọng Nhân ha. Rồi. Và điểm số từ giám khảo Quang Lê dành cho bé Trọng Nhân là bao nhiêu ạ? Thế này, chú thích con toàn diện ha, chú cho con 9 điểm. Nhưng con bắn cái câu vòng cổ đúng mục tiêu, chú cho con 50 sen nữa là 9.5. Chưa, con thể hiện tốt chú cho con thêm chấm 5 nữa. Nhưng nữa chú chỉ trừ một phân nửa của chấm 5 thôi. Là vì con lặp lại cái tuần này nhiều lần rồi ha. Vậy là con được 9.75. Dạ, cảm ơn chú. Riêng cô thì cô nghĩ là trong cải lương nó sẽ có những cái màu sắc. Kỳ trước con là một cái ông Hiếu Nhi ha. Vũ đạo của con nó khác hẳn. Và vũ đạo cái này là vũ đạo của tướng. Không chừng cô sẽ mời con để biểu diễn ở một cái trường giống như là mình cho các em gần với lịch sử và với cái hình ảnh của con, với cái số tuổi của con, thì các em sẽ rất là thích. Cho nên cô cho con 10 điểm. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Con tên là Đặng Thái Hà, năm nay con 11 tuổi, con đến từ Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Sau đây con xin trình bày nhạc phẩm Chuyện Đêm Mưa. Thank you.
Phải nhớ là thầy đại bấm cho con trước. Và khi mà con bước ra là thầy chịu rồi. Rất là chỉnh chu từ trang phục, đầu tóc. Ôi sao mà đỉnh đạt thế này. Và khi con cất lên tiếng hát, thầy chịu liền ngay cái chữ khuya của con. Nhưng mà thầy đợi xíu nữa. Nhưng mà thầy biết tại sao thầy Cường bấm. Con hát ngay cái chữ mái lá quá xuất sắc. Lúc đó thầy Cường mới chịu bấm con. Là nhưng mà thầy đã ấn tượng con từ cái chữ khuya, từ cái A1 rồi. Và cái dòng nhạc này của con chọn là dòng nhạc của thầy theo đuổi rất là nhiều năm rồi nha. Khi con bước ra làm cho thầy cảm thấy đến bây giờ vẫn còn nổi óc ác hết lên và lạnh toát người luôn. Bởi vì cái giọng hát của con nó chiếm cái tình cảm cái nhất. Cái thứ hai, tại sao mà thầy bấm sau thầy Đại? Thầy biết chắc chắn thầy Đại sẽ bấm nên thầy cố tình bấm sau, bởi vì là đây là cái dòng nhạc mà định hình của thầy Quốc Đại từ xưa tới giờ rồi. Riêng thầy thì là thế hệ sau về tuổi nghề lẫn tuổi đời đó, và bước vào cái dòng nhạc bolero này cũng sau luôn. Thầy mới chỉ tham gia vào dòng nhạc vài năm trở lại đây thôi, nhưng với thầy thì nó không phải là cái sự quyết định. Quyết định là mình có dám dấn thân vào những cái gì mới mẻ ở bên trong âm nhạc không. Thầy đã từng hát thành công ở dòng nhạc trẻ rất là nhiều thể loại, và khi bước vào bolero thầy đạt được một cái thành tích là quán quân của một chương trình về bolero. Để cho con yên tâm về cái dòng nhạc nếu như con có một sự lựa chọn nào đó ở phía thầy. Cái thứ hai nữa là thầy bấm sau bởi vì sao? Lúc đầu khi con vào con hát là nghe đã thấm rồi, nhưng mà vẫn còn cái gì đó nó chưa tự tin. Nó thôi vẫn đi. Còn hồi nãy thầy mới nói thầy lạnh toát, thầy nổi da gà. Con biết không, nhưng mà con ơi, bây giờ là anh ơi cho em nói cái đi. Thì có người ta thầy đâu có dành nãy đâu. Vậy không có nhoi luôn á, Sử Nhi đâu có dành Nam Cường đâu. Không biết không, đoạn đầu á thì đó nó chưa được hoàn chỉnh cho lắm, nhưng mà thầy để xem về sau cái bản lĩnh của con như thế nào. Thì thực sự đúng khoảng 1/3 bài đầu thì không tính rồi, từ đó về sau là con hoàn toàn nhập tâm vào bài hát, con đi theo cái giai điệu và cái tình cảm của bài hát. Hà ơi, con nghe thầy nói nè. Ê nè, từ từ bây giờ để em nói cho nghe. Mọi người ở xa quá không có thấy nhan sắc thằng bé em đứng ngang, góc nghiêng thần thánh, cực phẩm. Đây nè. Với cái sự lịch lãm là con phải về đây. Trời ơi. Để con xuống đi, trời ơi ôm nhỏ vậy đó. Trời đất ơi, y chang hai giọt nước. Trời ơi, mặt nó buồn hẳn luôn á.
Vậy bây hả? Giờ là thầy là phải năn nỉ con về với thầy bằng cách là thầy sẽ hát một câu Hà Tĩnh. Yeah. Yeah. Mời thầy. Chứ đi một cùng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta, những cánh đồng mà mùi chào nhỏ hát với tình sâu mới nghĩa nặng. Xin cho thằng nhỏ nhảy vô hát hả? Con có thuộc bài đó không? Con có thuộc bài đó hả? Con thuộc bài đó đâu con. Bây giờ Thái Hà, con sẽ có một trong hai sự lựa chọn. Hoặc là con về lớp Nhi Sắc Nhí, lớp của thầy Quốc Đại, của thầy Lộc, của cô Thảo. Còn hai là con về đội Xì Trâm, đội của thầy Cường với lại thầy Quyền. Bên này thầy sẽ cho con biến hóa khôn lường luôn. Mời con lựa chọn. Con xin chọn về đội... Rồi thầy Đại ẵm bé về luôn, ẵm về nhà luôn. Con xin kính chào quý vị khán giả. Con xin kính chào ban giám khảo. Con xin kính chào các thầy cô. Con tên là Đinh Vũ Hồng Uyên. Nghệ danh của con là Hồng Uyên Cherry. Năm nay con 5 tuổi. Con là thành viên nhỏ nhất của lớp học Nhi Sắc Nhí. Và hôm nay con xin kể một câu chuyện cổ tích rất là nổi tiếng. Mà trước khi con kể, con sẽ đố quý vị một câu đố. Hôm nay có đóng vai gì? Cô Đan Trang, chú Đại Nghĩa, cô Ốc Thành Vân có biết không? Hằng Nga. Hằng Nga chị. Dạ Hằng. Đúng rồi, chú giỏi quá. Có đóng vai chị Hằng Nga. Các cô chú có thấy con xinh không? Có. Quá trời xinh luôn. Con cảm ơn các cô chú. Nếu mà các cô chú thấy con xinh á, các cô chú nhớ cho con vào vòng trong nha. Gài luôn. Và bây giờ con xin kể một câu chuyện có tên là Chú Củi Chơi Chăng. Ngày xưa có một chú tiểu phu tên là Củi. Hằng ngày chú hay lên rừng đốn củi. Một hôm chú gặp được một cái cây rất là quý, có thể chữa được cho người chết đi sống lại. Chú bèn bứng cái cây mang về nhà trồng và chăm sóc rất là chu đáo. Một ngày kia, chú lại đi lên rừng đốn củi. Người vợ ở nhà đã vô tình tưới nước dơ vào gốc cây. Bỗng nhiên gốc cây bật ra khỏi mặt đất. Đúng lúc đó, chú Củi về đến nhà thì cây đã bay qua đầu. Chú Củi vội vàng ôm lấy gốc cây. Thế là cả người và cây đã bay vút lên cung trăng. Thưa quý vị, vừa rồi là chú Củi cung trăng trong câu chuyện cổ tích. Vậy thì đối với nhạc sĩ An Thuyên thì như thế nào? Và bây giờ bé Hằng Nga xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên để có một góc nhìn mang nhiều màu sắc trẻ thơ trong đó qua ca khúc Chú Củi Chơi Chăng. Giờ con bay lại. Chờ chăng tình dân, chú Củi, chờ chăng
Chị Hằng hát xong rồi chị Hằng thấy mệt không? Có. Mà chị Hằng thấy vui không? Dạ vui. Bây giờ mình nghe nhận xét cho vui hơn nữa nha. Dạ, dạ mời cô Đoan Trang. Trời đất ơi, cái gì mà thuộc bài hay quá vậy con? Giới thiệu rồi xong rồi nói xong nuốt nước miếng. Ê đi, như không có chuyện gì xảy ra. Trời đất ơi, hớp hồn cô luôn rồi. Nhưng đi vô hát cũng hát tử tế đàng hoàng nha, rất có giọng. Và đặc biệt là con rất là phù hợp mấy cái thể loại mà nhạc kịch hay là vừa hát vừa diễn á, mà hát rồi sao nói này kia nhưng mà vẫn là cười xót xa ta ta vậy, vẫn đưa vị trí âm thanh đúng chính xác. Con cảm ơn. Gần như là hoàn hảo. Chỉ cần cái phần giới thiệu đầu tiên của con thôi là coi như đủ cho một tiết mục dự thi rồi. Không có cần phải hát hồi phía sau hết trơn trọi á. Nói chung con rất là này kia kia nọ đó con. Không phải, không phải, nói gì là không đúng, con rất gì và này nọ. Gì và này nọ là cuối cùng là con sao? Thì cuối cùng là con rất giống gì như là này nọ. Thì nói chung là con thì đó gì đó. Thấy không? Đó từ trên cung trăng chị Hằng thả nó bóng xuống chơi luôn đó. Chị này nè. Bay tới chỗ bay tới chỗ đất ơi. Uyên Uyên giống như là ảo thuật vậy đó. Giống như là món quà dành cho con. Chú Cụi. Chú Cụi gửi xuống. Cảm ơn con hát bài về chú Cụi hay quá nha. Cảm ơn chú Cụi á, nói với trên đó kìa. Con cảm ơn chú Cụi. Nhưng mà Hồng Uyên, nói chung là 5 tuổi mà như vậy là quá xuất sắc rồi. Yeah. Nhỏ xíu trên sân khấu à, phải làm quá trời việc luôn, chạy qua chạy lại, quăng miếng nữa. Nói chung là con đã làm rất là tốt. Con đúng là một siêu nhí. Con cảm ơn. Hồng Uyên ơi, cho chú Duy hỏi ai chỉ cho con đặt cái câu hỏi là thấy con có đẹp không, mà nếu đẹp thì cho con vô vòng trong, ai chỉ cho con vậy? Dạ con tự nghĩ. Tự quăng miếng luôn. Trời ơi, cái gì đâu mà tự nghĩ là được hết trơn vậy. Rồi thầy Đại ơi. Không đúng thiệt, cái đoạn đó là con tự nghĩ, mà tập cho chỉ kể chuyện là mỗi miệng theo chỉ. Ngày xưa con chăng. Thôi bây giờ vậy nè, trước khi vô mình gửi lời cảm ơn đến với các thầy cô đi. Con cảm ơn các thầy cô đã góp ý cho con. Không ai góp ý gì luôn á. Chưa ai nói gì được luôn á. Một mình con nói luôn á. Con không hiểu. Đáng yêu quá à. Ôi cho người ta. Thôi con cứ giữ sự hồn nhiên như vậy. Con cứ như vậy đi. Con ơi, nãy giờ mấy chú trong ekip quay con quá trời luôn. Con cảm ơn mấy chú trong ekip đi. Con cảm ơn các chú. Ăn hiếp con tôi. Ẩm vô luôn. Ăn hiếp con tôi, sao bắt con tôi làm cái này làm kia. Con chào vô con. Nhưng mà con ở đây là hồi là chú Duy là bắt con làm đủ trò đó. Con chào tất cả mọi người. Con ơi, nhưng mà trên sân khấu thì vẫn còn là chị Hằng Nga. Chú đếm 1, 2, 3 mời con vô. Con nhớ bay theo kiểu chị Hằng Nga vô trong nha. Chuẩn bị 1, 2, 3 chị Hằng Nga vô. Ơi ơi biết rồi. Đáng yêu. Việt Nam tôi đó, quê hương tôi sông núi nghìn trùng. Việt Nam tôi đó, có mẹ già, có mái tranh xiêu. Việt Nam tôi đây, có màu xanh đồng lúa thơm vàng. Có cánh diều mơ ước tuổi thơ, lời ru hời nhịp vọng đong đưa. Việt Nam tôi hỡi nhớ trôi tiếng khóc nghẹn lời. Việt Nam tôi hỡi đã bao lần súng nó bom rơi. Việt Nam tôi đây người khóc than vẫn nở nụ cười. Người bước đi xa mãi một thời, nhưng ngàn lời vẫn nhớ Việt Nam.
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam tôi đã bao lần thời binh coi. Nước Việt Nam vẫn hiên ngang nòi giống lạc hồng. Nước Việt Nam vẫn còn đây con cháu tiến rồng. Dẫu nơi nào trong con người còn dòng máu Việt Nam. Đất Việt ơi, xin muôn đời ta nghĩa an sao. Dù nơi đâu xa quê hương vẫn nhớ quê nhà. Nhớ Việt Nam, lòng thiết tha dáng vóc mẹ già. Con được là người Việt Nam. Cảm ơn mẹ cho con được là người Việt Nam. Chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin được mời cô Ốc ạ. Trời ơi, cô phục Thái Hà quá à. Con tập trung và con nghiêm túc theo dõi tiết mục của con, không thể rời mắt được luôn. Không dám lít ngang lít nhọc thì cô không có muốn bỏ qua bất kỳ một cái khoảnh khắc nào của con trên sân khấu. Và muốn được tận hưởng cái giọng hát của con. Con hát live hay là con thu đĩa vậy? Cô có cảm giác giống như là thu rồi phát lại á. Trời ơi, nó trong mà nó không có một cái lỗi nào luôn á. Gần như là hoàn hảo luôn. Chỉnh chu đến mức mà đáng ngạc nhiên trong cái tiết mục này. Xin hỏi thầy Quốc Đại là cái việc tập tiết mục này cho bé Thái Hà nó đã diễn ra như thế nào ạ? Ở vòng trước nhận được cái sự góp ý của ban giám hiệu là con quá buồn. Vòng này thì nhiệm vụ của thầy là phải lột xác cho con. Cả hai bài hát đối với con đều hoàn toàn mới. Nhưng mà khi giao bài thì con rất là thích. Con hôm nay đã làm thầy tự hào về con rất nhiều. Rất quan trọng anh thầy ạ. Xin mời thầy Đại Nghĩa ạ. Câu chuyện về Trần Quốc Toản cũng là một câu chuyện quen thuộc với tất cả chúng ta. Ở đây bản dựng cũng không hề mới. Nhưng mà cái điều ấn tượng với cô chú giống như cô Ốc cho nên là cái giọng hát của con thôi. Mới có câu đầu tiên con cất lên là trời ơi, chú nghe là chú sẽ thích rồi. Và sau đó những cái câu con hát tiếp theo không phải chỉ là nó hào hùng, mà nó còn có cái sự tình cảm, cái sự ấm áp, cái độ ngân trong cái giọng của con. Và những cái nốt cao con hát rất là sáng và rất là tròn trịa. Từng chữ một con hát, dù là nốt cao hay nốt thấp, chú Nghĩa đều nghe được hết. Chúc mừng con. Con cảm ơn thầy ạ. Giọng hát của con
vô cùng là giá trị. Cái rung của con rất là hay, ngọt ngào, tình cảm, nhưng mà cũng có những cái lúc đẩy cao trào lên, giọng rất khỏe và rất vang sáng. Và để có được điều đó, phải nói thực sự là công của thầy Quốc Đại của con. Công chọn bài, công chuốt tất cả những cái lỗi. Bởi vì so với cái tuần trước cho tới bây giờ, con hoàn toàn khác. Bài này mượt mà hơn, nuột nà hơn, câu chữ hơi hám, đàng hoàng tử tế. Để tất cả những gì diễn ra trên sân khấu, chỉ nổi bật nhất là một mình con thôi. Có một điểm cộng là khi mà con đi ra, con bước ra với một dáng vẻ rất là oai hùng. Và cô chúc mừng con cho cái tiết mục rất là thành công vừa rồi. Xin cảm ơn cô ạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi tiếp theo ở vòng tài năng tỏa sáng. Hồng Hải Nhi, mau trả sư phụ đi cho ta. Hồng Hải Nhi. Cá còn hỉ độc kia. Ngươi có tài cán bao nhiêu mà dám xông vào đồng của ta hả? Hồng Hải Nhi, năm xưa ta giặc cha của con hai vậy là ngu Mai Dương, từng kết nghĩa huynh đệ, hai vậy đáng lý ra con phải gọi ta là chú. Quang Đường, mẹ ta nói cha của ta là đi theo hồ ly tinh rồi, ta không có cha. Bậy. Hồng Hài Nhi, mẹ của con quả thiệt là không biết dạy con đó mà. Câm miệng, ai cho phép ngươi dám bình luận về mẹ của ta? Con của ngu Mai Dương đấy sao? Nè nhóc con, nể tình con còn nhỏ, ta tha cho con đó. Hãy mau trả sư phụ lại cho lão tôn, bằng không ta sẽ đánh sập cái hang động này. Mạnh dữ. Tuy ta còn nhỏ nhưng ta có lửa khôn hồn, thì biến ra khỏi đây mau. Nếu không ta sẽ phun lửa đốt ngươi cháy sắp mặt bây giờ. Hồng Hài Nhi, lửa trên lò lưỡng đen của Thái Thượng Lão Quân, lão tôn ta còn không sợ, thì huống chi là lửa của tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch như ngươi, làm gì được lão tôn hả? Chờ xem. Lâu la, lâu la, lâu la đâu? Tại sao để ta la lâu quá vậy? Dạ. Đại Dương, trời ơi, người ta đang ngủ mà tự nhiên kêu giật ngược à. Thôi, tôi vô ngủ tiếp đây. Lính chán gì mà suốt ngày ăn với ngủ à. Mau ra đây, đốt cháy cái con khỉ đồng này cho ta. Hãy xem đây. Hồng Hài Nhi. Thôi. Ôi da, sao cho nó chết gì kỳ vậy? Người ta đâu rồi nha? Hãy xem đây. Không phải nhỉ? Để ta coi ngươi còn muốn gì. Hồng Hài Nhi, dừng tay lại.
Kìa, Hồng Hài Nhi, không được hỗn láo với Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát, ta không còn biết, không ai được phép xen vào chuyện của ta. Hãy xem đây. Hồng Hài Nhi, ngươi có biết mình vừa gây phải tội lớn, hãy mau theo ta về Nam Hải tu hành. Không, ta không chịu, thả ta ra. Mẹ ơi, cứu con. Kìa, Hồng Hài Nhi. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin người hãy nhủ lòng từ bi mà tha cho Hồng Hài Nhi còn non dại. Quan Thế Âm Bồ Tát, mọi tội lỗi ngày hôm nay là do thét phiến công chúa con đã gây ra. Vì hận chồng phản bội, con đã gieo vào đầu trẻ thơ những suy nghĩ không hay. Để giờ đây con thơ cứng đầu khó dại, tính khí thất thường. Con xin Quan Thế Âm Bồ Tát hãy tha lỗi cho Hồng Hài Nhi. Con dại cái mang, con xin Bồ Tát hãy tha cho con của con, Hồng Hài Nhi. Dạ mẹ, cứu con. Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu xin người hãy để tôi nhận lấy tội lỗi này. Đúng vậy, mọi tội lỗi ngày hôm nay vợ chồng con sẽ thấy Hồng Hài Nhi chịu phạt. Xin Quan Âm Bồ Tát, xin Quan Âm Bồ Tát mà. Ngô Ma Dương, thiết phiến công chúa, Hồng Hài Nhi là một đứa trẻ háo thắng và ngỗ nghịch, ta phải đưa về Nam Hải dạy dỗ một thời gian, cho đến khi nào con ngoan ngoãn và biết vâng lời, ta sẽ con trở về với cha mẹ. Và kể từ bây giờ, ta sẽ gọi Hồng Hài Nhi là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài, con hãy mau đến chào tạm biệt cha mẹ lần cuối đi con. Cha mẹ. Hồng Hài Nhi, con không muốn xa cha mẹ đâu. Hồng Hài Nhi, cha cũng không muốn xa con đâu. Cha xin lỗi vì đã không bên cạnh dạy dỗ con nên người. Hài Nhi, kể từ ngày hôm nay cha mẹ không ở bên cạnh con, con nhớ phải ngoan ngoãn nghe theo lời Bồ Tát, chăm chỉ học hành và tu luyện. Mai này hy vọng có ngày gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Cha mẹ. Ông Hài Nhi. Cha ơi, mẹ ơi, trước đây con ngỗ nghịch quậy phá tùm lum, không nghe lời cha mẹ. Bây giờ con hối hận lắm rồi. Cha mẹ. Ông Hài Nhi. Ơi à ơi, từng năm từng tháng cứ trôi, tình
Thật ra là Đào Duy phải mạo muội giữ tất cả những diễn viên lại ở đây là để mong muốn được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả. Đầu tiên là Nguyễn Phúc và Trang Tuyền. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của Nguyễn Phúc, Trang Tuyền. Tiếp theo là Thái Duy và Hoài Tân. Dạ, Thái Duy và Hoài Tân thì là hai người đã rất là quen thuộc rồi. Còn ngoài ra các thành viên của Vũ đoàn Phương Việt, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin được cảm ơn tất cả các diễn viên của Vũ đoàn Phương Việt cũng như là những diễn viên trợ diễn ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Dạ mời. Trời ơi, chắc. Trời ơi, sao đồ gì mà đẹp dữ vậy con? Mọi thứ trong tiết mục này sao đều mà đồ đẹp, gì mà đẹp dữ vậy? Trời ơi, cái gì vậy cô Trang? Trời ơi, tranh thủ rồi. Là không, bây giờ phải selfie thôi. Tại vì đồ này là biết đi thuê hay đi mướn hay là đi... Đi may đó. Đi may hay đi gì vậy? Vậy đó. Ai chụp giùm tấm hình coi. Dạ rồi. Cái gì vậy trời? 1, 2, 3. Giờ nguyên cái dàn gia đình người ta đứng đó ổn thỏa trơn rồi. Kế bên có Quan Âm Bồ Tát. Rồi tự nhiên bây giờ có bà Trang bây giờ mới đứng dòm. Tưởng bà là con yêu nhìn nhện không? Giống không? Thấy không? Trời. Công nhận không em? Khoan, tự nhiên tóc tai xỏa rủ rượi đứng cái đó. Giống yêu nhìn nhện không tụi cưng? Được, đóng cái vai yêu nhìn nhện là phải tu luyện, phải học bao nhiêu và thậm chí là phải có mối quan hệ tốt với đạo diễn mới được đóng cái vai đó. Quá là cảm kích sự đầu tư của thầy Quốc Đại cho cái tiết mục này. Trời ơi, gì đâu mà đồ quá là đẹp đi. Đồ của con cũng đẹp nữa rồi, con phải đeo mấy cái này để mà con diễn. Quá nhiều thứ trong tiết mục của con mà con nhớ hết. Một em bé 5 tuổi như con như vậy rất là đáng hoan nghênh. Rồi còn cái ông khỉ này nè, quá lâu rồi mình mới được xem lại cái nhân vật Tôn Ngộ Không đúng không các bạn? Mà ngày xưa Tôn Ngộ Không là cả một tuổi thơ của Đoan Trang và của tất cả rất là nhiều các bạn ở đây đúng không? Mà bạn ơi, nãy giờ bạn cho Trang thấy là đây là một Tôn Ngộ Không giống như thuê từ cái ngày xưa năm 80 mấy của mình đi tới đây từ cái tay của ổng gì gì đó mà lại nói tiếng Việt. Trời ơi, cho tôi ôm ông cái đi ông ơi. Rồi Bồ Tát nữa, ra cái dáng vẻ của Bồ Tát rất đẹp, giọng nói rất hay. Đó, đi nha. Chụp tấm hình đi về. Bài hát này, dĩ nhiên con là một em bé 5 tuổi. Câu 1 con hát chính xác, câu 2 là con hơi lạng lạng, câu 3 là con lại lấy lại, cái kiểu như vậy. Nhưng cô vô cùng là bất ngờ khi mà con vô cái phần hơ 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 của con. Đúng rồi. Quá chính xác luôn, bởi vì con kiểm soát được, con rất là thông minh. Con hiểu là tới đó là mình phải đẩy lên như thế nào và phải làm tốt cái vai trò của mình ở chỗ đó khi thầy dạy mình. Bây giờ mình phải nhớ làm tốt. Cho nên là cô phải nói là cô rất là khâm phục bé Hồng Uyên, cộng với tất cả những điều trang phục rồi dàn dựng vũ đoàn, tất cả mọi thứ trên sân khấu ngày hôm nay. Xin một lần nữa chúc mừng tiết mục của con. Và con ơi, thầy cảm ơn con rất nhiều. Thật sự là khi mà lần đầu tiên con được tiếp xúc với bộ đồ là con khóc luôn. Thầy ơi, ngứa quá thầy ơi. Mặc mấy cái này thầy ngứa. Thầy ơi, ngứa quá, thôi không mặc được không, không khó mặc chịu được lắm. Không đấy, không mặc rồi không thi là rớt à. Nhưng mà nhắc cái thi là cái ý thức về cái công việc của mình là con lấy trở lại. Thế giờ làm gì là hù là nó không cho thi nữa là con làm hết. Dạ. Lúc mà vừa hết tiết mục này á, là nhìn thấy thầy Quốc Đại và muốn gục xuống luôn. Tại vì thực sự là nếu mà để mà tập cho một bạn nhỏ xíu như vậy, trời ơi, Hồng Uyên mới có 5 tuổi à. Thầy Đại phải đặt rất là nhiều tâm huyết, cho nên khi mà con hoàn thành tiết mục rồi là thật là thầy giống như là kiểu muốn cũng coi như là rớt tim ra ngoài nãy giờ luôn á. Nên là cô Ốc hiểu được điều đó. Vì khá là nhiều lý do. Vì cô thương con quá à. Tại con nhỏ xíu à. Cái câu chuyện này thì nó đã quá quen thuộc, nhưng mà được làm với một màu sắc khác, rồi lại lồng ghép vào trên nền nhạc một bài hát rất là hot. Cá nhân cô Ốc là rất là thích cái giai điệu của bài hát này. Nó len lỏi vào trong lòng của mình, nó để lại trong mình rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Và hôm nay với cái lời bài hát lại là về việc người con đã giác ngộ và phải xa cha mẹ, tự nhiên cô thấy rất là thương. Cô nghĩ rằng là các em bé nếu mà phải xa cha mẹ dù chỉ một đêm thôi là đã rất là nhớ cha mẹ rồi. Nên là cô cảm nhận được điều đó và cô thấy Hồng Uyên con tập trung lắm, con cố gắng và con đã làm rất là tốt. Cô thật sự là cô có ngạc nhiên, tại vì ở tuổi lên 5 á, để làm được như vậy khó lắm, nhiều thứ quá.
Mà nói chung là mình đã có một tiết mục cô nghĩ là rất là đáng nhớ, rất đáng nhớ. Cảm ơn cô Ốc. Ông Nguyên, bây giờ con qua đây, qua đây đứng với Tiêu Duy nè. Bây giờ con gửi lời cảm ơn gì đến với các cô chú diễn viên bữa nay hỗ trợ cho mình, cũng như là các cô chú của Vũ đoàn Phương Việt. Con gửi lời cảm ơn sao, con nói cho mọi người nè. Con cảm ơn các cô chú. Cảm ơn sao? Con. Đã gì? Ừ. Đã giúp con gì? Đã giúp con. Con gì? Hết luôn rồi hả con? Không biết. Ta mới có 5 tuổi à. Lần trước cũng vậy hả? Mấy bữa nay cô chú tập với con nhiều không? Dạ, hơi nhiều. Hơi nhiều. Hơi nhiều thôi. Mấy cô chú có la con không? Cảm ơn cô chú lại hôn mọi người một cái. À, rồi thôi bây giờ con lại con cảm ơn các cô chú, con khoanh tay con cảm ơn đi ha. Cảm ơn các cô chú. Hồng Nguyên ơi, như vậy thì chú Duy chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ mình sẽ vào trong và chờ đợi kết quả chung cuộc nha. Một lần nữa chúc mừng con. Dạ mời ông. Bấm gia gia đạo tôi đẩy đồ cho ta. Dạ, tới giờ ông ơi. Tới rồi à? Dạ, ông chờ con chút xíu, con vô con thưa với mẹ con rồi con ra con bẩm lại với ông. Nhà mình, mẹ ơi, con dẫn ông Quang về tới rồi đó mẹ. Hải Thọ. Dạ. Con về rồi đó hả con? Dạ. Con à, con hãy ra bảo với ông Quang ấy rằng, dạ, nếu phải là bao công thì phải chung vô lò gạch, chứ mẹ tôi không rảnh mà ra. Mẹ nói chơi hay mẹ nói thiệt mẹ? Mẹ nói thiệt. Cho chung vô. Đi đi Thọ. Đi đi. Dạ đi. Con nhìn biệt mẹ, nhìn biệt lò gạch tao nghèo, tự nhiên đi kêu nhìn. Thọ, con là ông. Ông ơi, chuyện gì gì hỏi Thọ? Mẹ con nói nếu ông đúng là bao công, ông chui vô lò gạch đi, chứ mẹ con không có rảnh đâu mà ra. Ngã thân nhị lôi tâm khỏi dân kỳ thân quả phát liên à mi ngã bổn quan vô sống hữu à. Ông thương tình mẹ con giùm đi, mẹ con bị quan ông ơi. Mẹ con tội lắm ông ơi. Ráng giúp giùm. Thôi được rồi. Yeah. Hải Thọ. Dạ Thọ, con có dẫn đường cho ông. Dạ. Nhà con hơi khó vô, ông chịu khó đi với con nha.
đây muốn xin chào vũ tư văn chuẩn. Người quý tướng giả hành y cẩm. Nhãn âm quan cho tệ thể khôi ngô. Chắc dĩ phu nhân nào trọng thế mảnh đơn côi. Nói vẻ trọng thái mới biết bổn quan mà chào mà hỏi. Ngủ chưa chắc ngại là bao công. Nếu chưa chắc thì bà mời ta vào đây làm gì? Nếu phải là bao công thì phía sau ốc phải có ba đông xương y Nguyệt Tam Sao. Tại sao? Tại sao bà biết bao công ta có ba đốc xương y Nguyệt Tam Sa? Chỉ có thần đông nhạc mách bảo nên ta đây mới biết. Thần đông nhạc, thần đông nhạc, thần đông nhạc à! Bổn quan đã quỳ rồi, người mau mau khâm nghiệm. Hải thọ. Dạ thọ đây. Ông quan ông quỳ ở đâu vậy con? Dạ ông đang quỳ trước mặt mẹ. Mẹ ơi. Vậy à? Dạ. Dẫn mẹ đi con. Dạ đi. Tới giờ đó mẹ. Rồi, ta
thể cầu cùng mây khói. Trời ơi, trời ơi, tai thoáng nghe như người trong mơ tính sai. Hoàng gia đang ở đâu chẳng hay, vì ngôi bửu ngai hai người chẳng nương tay trái ngang thai. Trách cho ai gây bài đắng trai. Rồi từ đó ta phiêu bạt khắp nơi, mai nhờ Quách Hải Thổ con nuôi mà hiếu ân như trời bể. Ta mới được sống còn chờ bao chuẩn để bài phân. Lòng nương nương thân nghe bóng dân niềm thương, phần đồng cung dấu tích chỉ nơi mình vàng. Cao mặt chữ là dòng đương kim, tấm gương lâu đời sau. Tấu lĩnh bà vụ án bích dân công, thần sẽ điều tra sáng tỏ. Nếu sự thật không phơi bày đơn sáng, bao chứng sinh thề sẽ tư quan trao ăn. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Bao Công Vô Lò Gạch với phần trợ diễn của các nghệ sĩ Chí Thiện, Bạch Lợi, Trường Lộc và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Cảm ơn các nghệ sĩ đã hỗ trợ cho bé Trọng Nhân với tiết mục này. Mời ý kiến từ cô Việt Hương. Tất cả những cái kỹ thuật biểu diễn đối với một cái đứa bé mười mấy tuổi như con thì về hình thể tốt, những cái lắc rau lắc đầu, những cái đi chân chỉ thiếu một chút xíu, đó là nội lực của một người diễn viên đóng cái vai đa nhân cách trong người lúc đó. Thì cái thần thái và cái cốt cách của ổng chưa cho tin được một cái ông quan thượng triều cao nhất, đó là kinh nghiệm cuộc sống. Từ từ, riêng cái nghề này nó giống như là mài cái viên kim cương vậy con. Càng mài dũa thì nó ra tám ngạnh, rồi nó ra trái tim, rồi nó ra hình mũi tên, gửi ngàn nụ hôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Đây, bây giờ mình mời cái người mà gạo cội của cái lương luôn nè, cô Thanh Thằng. Con đã đảm nhiệm cái vai này nó quá nặng, nhưng con đã làm được và tròn. Cái ông này ông thần thái, liêm minh, chính trực. Những cái mà thần sắc cái gì, hãy để đó cho ta, bước ra nhạc lên một cái rồi. Con mắt con phải thần, tự giới thiệu. Tôi là một người cầm cán cân công lý cho tất cả thường dân. Rồi khi mà con bước vào cái lò gạch như vậy, đi vô là phải coi ý tứ đàng hoàng. Phủi ra, đi vô từ tốn, từ từ cúi đầu qua, bị cái lò gạch nó nằm, nó mà bị phải nằm có một tí gọi là khoan thai trong cái ánh mắt thai. Hiểu không? Đúng giặc nhắc nhở cho con thôi, cái đó là chi tiết. Chúc mừng con làm được thành công lắm rồi. Giờ mời cô Trang nè, coi như là mình một khán giả, mình thưởng thức một tiết mục cải lương tuần cổ với phần trình diễn của bé Trọng Nhân, thì cô Trang thấy sao? Con là một thí sinh độc nhất vô nhị tại thử tài siêu nhí. Bản thân cô sẽ cho con 10 điểm ngày hôm nay. Cảm ơn cô Đoan Trang. Còn chú Quang Lê, sau khi nghe hai cái bà hai bên nói quá trời nói, giờ chú Lê thấy sao? Diễn xong thấy tức lắm, tại vì đang giải quan cho cái bà này mà chưa giải mà hết rồi. Bây giờ chú cho con điểm rất là cao, nhớ vòng sau giải quan cho bà nha. Dạ. 10 điểm. Giải quan cho bà cũng không phải là chuyện đơn giản đâu anh. Là tại vì khi mà về tới triều đình là phải trải qua rất nhiều cái mâu thuẫn. Giải nữa hả? Để nghe nè, thời đại internet, Google, YouTube một cái là sợ nó ra một chục tuồng như vậy. Tưởng bà nói gì mà bất kể.
Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn quý vị, chúc. Dạ, con xin kính chào cô chú ban giám khảo. Con tên là Trương Trọng Nhân, 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin hát bài Ca Đất Phương Nam. Mừng con trai. Trời ơi, với cao bà ba, với cái khăn rằn hát cái bài này, cộng với lại cái phong cách của con nó chân chất, nó mộc mạc, dòm đi như là một ông hai lúa nào tự miền Tây mới lên đây đứng hát vậy đó. Rất là dễ thương. Ban giám hiệu thấy sao? Mời cô Thanh Hằng ạ. Con có cái chất giọng dân ca rất là hay, rất là sáng, thì cô hy vọng con sẽ được vào bên trong. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Con mình hát mấy cái bài nhạc với giai điệu quê hương dân ca vậy nè là hay lắm rồi, nhưng mà con có biết hát giọng cổ không? Biết luôn hả? Tặng cho mọi người đây một câu được không? Quê của bà tôi nằm sâu nơi chân trời mờ mịt ấy, không biết có chờ mong người cháu ngoài muốn hoài về. Tại vì con có những cái mà khi con ngâm khó quá, con có những cái luyến lái nó chính xác, nó không có bị phô. Khi mà đẹp con lắm. Hát giọng cổ, chú Nghĩa nghe còn thấy hay hơn. Cái chất giọng rất là chân phương, phù hợp với lại giọng cổ rất là cải lương. Mời chú Quang Lê ạ. Khi mà con bước ra con ca tân nhạc thì thật sự là không thuyết phục chú. Chú nhận được là trong cái giọng con có một cái gì đó đặc biệt, nhưng mà không dành cho dân ca hoặc tân nhạc. Tại vì con ca mà giống như con nói vậy đó. Chú hỏi với cô Việt Hương cũng đồng tình với chú điều này. Thì chú ngồi chú suy nghĩ là chắc con phải có giấu một cái tài năng gì khác ngoài cái tân nhạc hoặc là một cái bài ca quê hương. Khi mà con xuống cái vòng cổ đó thì cái cảm giác của chú
lại thay đổi. Chú dành cho con một phiếu, nhớ không đi tân nhạc. Cổ nhạc. Cảm ơn chú Quang Lê. Cô Việt Hương có ý kiến gì không ạ? À, cô cũng có từng được diễn cái bài này chung với đội nhóm rất là nhiều. Cô với chú Quang Lê có nói là chưa thấy được cái sự mượt mà hào sảng đó ở miền Tây. Nhưng mà tự nhiên nãy chú Nghĩa cứu con một bàn thua trông thấy. Khi con hát câu cải lương, cô chịu liền, quay vô Bình Tinh đá làm nghe phạt phạt. Cô Bình Tinh thế sao cô Bình Tinh? Đá dạ, làm nghe luôn á. Khi mà nghe con ca thì cô Bình Tinh cũng nhìn xuống nhìn chú Lê với cô Việt Hương để coi cái phản xạ của cô Hương có giống cô Bình Tinh không. Là cái chất giọng của con thì lạ thì có lạ, nhưng mà cô thì cô lại mong ở con có một cái gì đó nó hơn chút xíu nữa. Nhưng mà khi con ca giọng cổ á thì cô thích. Tố chất của mình là mình rất cần cái những giọng ca lạ. Dạ. Giống ai hết. Rồi bây giờ nữa cháu nó được hay tốt hay đẹp hay không á là do cái sự huấn luyện của thầy cô. Nhưng mà trước khi đó đó thì phải coi coi ban giám hiệu mình đồng ý hay không cái đã. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Chú Quang Lê. Chú đã đồng ý. Đã đồng ý. Cô Diệu Thương. Cô đồng ý. Chúc mừng con về với lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh. Ê, 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 mấy bạn hè này á, ba mẹ bạn á dẫn mấy bạn đi đâu chơi ạ? Kỳ này mình được ba mẹ mình dẫn đi Nha Trang chơi á. Mình á hả, mình được ba mẹ dẫn đi Đà Lạt chơi á. Wow. Còn mình được ba mẹ dẫn đi Vũng Tàu tắm biển. Wow. Wow. Còn mình thì được ba mẹ dẫn đi Sa Pa, mùa này Sa Pa đẹp lắm. Wow. Trời ơi, ở trong nước không mà cũng nói cho cô hà. Vậy chứ bạn đi đâu? Cũng bình thường thôi, ba mẹ mình dẫn mình đi Thái Lan chơi. Wow. Wow. Chính là bạn được đi máy bay rồi nha. Ước gì tụi mình cũng được đi máy bay nữa. Uyên, kỳ này ba mẹ bạn có dẫn mình đi đâu chơi không? Mình chưa biết nữa. Ủa mà Yến, bạn nói bạn có mẹ, sao mỗi lần đi học mình thấy cậu bạn đưa bạn đi học không vậy? Với mẹ bạn đâu? Đúng rồi, mẹ bạn đâu? Mẹ mình ở bên Mỹ chứ đâu có đây đâu. Bên Mỹ. Mẹ đi Mỹ khi mình còn nhỏ, nhờ con mình chăm sóc dưỡng nuôi. Mai mốt khi con lớn khôn rồi, mẹ sẽ về rước Yến đi theo. Thiệt là đã nha. Đã nha, đã nha. Tụi mình thích ghê, thích ghê, thích ghê. Thương các cậu vô cùng. Chúng ta là anh em. Đến giờ đi học rồi, mấy bạn ơi, lấy giấy và kiểm tra nhanh lên đi thôi. Uyên, sao bạn không đây? Chết, mình bỏ quên bài kiểm tra ở nhà rồi. Chết. Trời ơi, có bài kiểm tra mà cũng đã quên ở nhà nữa. Không điểm chắc. Thôi Nhi, đừng có chọc Yến nữa. Yến ơi, bây giờ bạn mượn điện thoại của thầy bạn á, điện về cho người nhà cầm ra cho bạn được không? Tớ nghĩ là kịp á. Được á. Nhưng mà cậu mình đi làm chưa có về. Vậy giờ sao? Yến, có bà nào kêu bạn ngoại kìa. Mình đâu có quen đâu. Mấy bạn chờ mình tí. Chắc bà hỏi đường á. Chắc bà hỏi đường. Chơi đi. Mẹ tới đây chi vậy? Lỡ mấy bạn con thấy rồi sao? Sao con đi học mà con quên bài kiểm tra ở nhà? Mẹ nhìn thấy mẹ đem qua cho con nè. Trời, con cảm ơn mẹ, vậy mẹ về đi. Vậy con đi học ngoan ha. Thôi, mẹ về đi. Mấy bạn ơi, mình có bài kiểm tra rồi. Yeah. Thôi, vậy đi vô học. Yến à. Kìa, kêu nữa kìa. Nói không quen mà kêu hoài hà. Sao mẹ không về đi, mẹ ở đây hoài vậy? Mấy bữa nay mẹ bệnh, suốt đâu có qua thăm con được. Sáng nay qua thăm con, không thấy con nhà. Mẹ nhớ con quá. Mẹ đét ơi, ông gặp con mấy bữa mà con lớn như vậy đó hả Yến? Mẹ thương con quá. Thôi, mẹ đừng có hôn. Mẹ hôn mấy bạn con thấy rồi sao? Vậy thôi mẹ đi về.
Vì mẹ về chiều đi. Mẹ qua không mẹ về đi mẹ về đi mẹ về đi mẹ rồi mẹ, mẹ, mẹ về liền nè con. Mẹ bạn ơi, vô học thôi. Trời đất ơi, chiếc xe nó quẹt và bắn vé số rồi kìa. Chạy ra có bảo bảo không sao không? Mẹ. Ơi mấy cô mấy cậu ơi, coi đưa bà lão bán vé số vô trong cái trường học này coi làm sao. Coi bán sao rồi. Có cái ghế đá kìa, đưa bà vô ngồi coi coi sao. Lẹ. Trời đất quỷ thần ơi, đi đứng cái kiểu gì hả, thiệt tình. Ơi mẹ ơi, trời đất ơi, coi chừng bà bị sốt rồi đó. Cái kiểu này bệnh hoạn như vậy nè, không ai chăm sóc mà lại phải buôn bán dưới trời nắng như vậy, chắc là không có người thân, không có con cái gì rồi. Dạ con là bé Yến, con là con của bà bán vé số đó. Con của mẹ. Cô kìa. Mẹ ơi, tha thứ cho con tham hình đòi đặt quên chữ yêu. Từ nay con sẽ ngoan hơn, mẹ hãy an lòng chung sống bên con. Ôi xin bao vui mừng thấy con khờ hiền ngoan. Con sẽ mãi mãi bên mẹ trọn đời trọn kiếp, dù gian khổ nắng mưa con mẹ vẫn không rời. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều lắm, sợ bạn bè chê cười nên dối dàng xem thường mẹ. Con lại ông trời cho mẹ con mạnh khỏe, để con ôm mẹ vào lòng có thể tiếng mẹ ơi. Con ơn của mẹ. Bà bán vé số là mẹ của bạn á hả? Mình xin lỗi mấy bạn, mình nói láo, mình không có mẹ gì ở Mỹ hết á. Nhà mình nghèo lắm, mẹ mình chỉ là một bà bán vé số thôi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Lỡ mẹ có chuyện gì con sống với ai? Mẹ không từ nay á, mẹ đưa con đi học đi, rồi bữa nào con nghỉ học á, mẹ đưa con theo bán vé số với mẹ.
con sẽ dắt mẹ qua đường, con không để mẹ bị gì nữa đâu mẹ ơi. Con quên của mẹ. Trời ơi, vậy là mọi chuyện nó xong xuôi rồi nha. Trời quang mây tạnh rồi nha. Nè con gái, nín dứt nghe ông nói nè. Thôi không mấy giờ á, con đưa mẹ con về nhà đi ha. Rồi mua thuốc cho mẹ con uống. Hình như mẹ con đang bị sốt đó nha. Dạ con cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều lắm. Ừ. Cảm ơn ông anh nhiều. Ừ rồi. Cảm ơn các chị nhiều lắm. Tôi về nghe. Dạ. Dạ cảm ơn mọi người nha. Bà ơi bà có sao không bà? Bà sao không bà? Bà không có sao. Bà cảm ơn các con. Yến, nãy giờ tụi mình hùn tiền vô được 20 ngàn, cho tụi mình mua 2 tờ vé số giúp mẹ bạn nha Yến. Mình mẹ không nhận là mình giận bạn đó. Nhận đi mẹ. Mình cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Không có gì, tụi mình là anh em. Ngồi đây đi bạn. Cảm ơn con. Dạ. Chúc mừng tất cả các con. Chúng ta vừa có một tiết mục rất là dễ thương. Và cảm ơn diễn viên Cao Mỹ Châu trong vai bà mẹ đã hỗ trợ cho bé trong tiết mục này. Rồi, bây giờ các con có thể vào trong nha. Cảm ơn các con. Những thành viên nhí của lớp dân ca cải lương đã hỗ trợ cho Hồng Yến. Và bây giờ sẽ là lời nhận xét từ ban giám khảo. Mời giám khảo Việt Hương. Cô thích cái dàn dựng hơi có chút xíu dàn trải. Và cái view clip á, khi mà chiếu lên á, sẽ lấy lòng được khán giả rất là nhiều. Đặc biệt á, là giọng con chắc lắm. Đi xuống, đi lên, rồi về giọng vẫn vững vàng. Cô lo, tại vì nhiều khi con xúc động quá, cái giọng xuống không đủ, lên cũng không đủ, nó mỏng dày. Mà xuống ngon lành, chúc mừng con. Cái tiết mục này cũng nói lên cái tình bạn, tình thương của một cái thế hệ trẻ, tụi con ở trong lớp với nhau. Rồi cô Bình Tinh lại có một cái sự khôn khéo nhất là đưa một cái cô bạn mà chảnh nhất ở trong cái nhóm bạn. Một người chảnh nhất mà cuối cùng lại cầm tiền đến để mà hỗ trợ cho mẹ để mà mua 2 tờ giấy số. Cái đó là một cái sự giáo dục cho mỗi một con người. Khi mà mình sống là mình phải biết thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau. Nói chung thì cái giọng của con, cô Diệp Hương cũng nói rằng giọng con tuy rằng trong cái cảm xúc khi con hát con cảm xúc con khóc, nhưng mà khi con ca đó thì con ca chắc lắm, cái chữ của con nó chắc tròn dành rõ chữ. Rồi cái con ca cấn lên chồng lên cái dứt câu giọng cổ, cái đó là nó rất là sáng. Cô cũng cảm ơn con, chúc mừng con đã hoàn thành một cái tiết mục này rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó có đầy đủ ý nghĩa. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn các cô chú và ban giám khảo. Chúc mừng con gái nha. Rồi, vào trong với những người bạn của mình thế nào con? Quý vị đến anh chị, dòng loại cuối cùng của đoàn Loto Lệ Liễu tới hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta hãy bắt đầu do số. Số gì ra, 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 con mấy gì ra. Các chị em ơi, vỗ tay lên nào. Con số 6 là con số 6. Ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Chất đời hồi ngộ ngưu lang sao một năm dài xa chẳng còn em nhớ anh chỉ bằng giấc mong cốt hận gì ai gieo cạnh đắng cay cho đường tương lai mịt mờ tăm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta đã cướp đi đôi mắt của em rồi. Không số đường bàn thang kêu gạo 46 tôi kinh rồi nè. Trời giảm ơi. Mấy chú ơi, mấy chú tôi kinh rồi mấy. Cháu quà lẹ lên đi. Cháu quà đi, cháu quà lẹ. Quà nghĩ sao vô đây kêu mấy chú. Cái gì vậy trời? Dạ không, phần quà của anh hôm nay là chính là bình sữa. Rồi, cảm ơn chú. Rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi cảm ơn anh rồi. Xong chương trình rồi đó. Và quý vị thân mến, và dòng loại cuối cùng cũng là dòng loại tạm biệt của tối hôm nay, rất là hợp với thời tiết mùa hè của chúng ta. Bài hát được mang tên Sa mưa giông. Thank you.
ba trời còn làm mưa lâu dài cho cuộc cho tuổi đêm ngày cây cô mẹ suối mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu dòng mà cơn nắng bấy lâu mà cháy bầu mày còn không héo mấy mưa dầm mày lại con nói gì biết đi. Dạ chú Bảy lái xe có quen với mẹ của con á, nên mẹ con mới nhờ chú Bảy cho con qua gian xe đến bến xe để tìm ba của con. Ba trong đoàn lô tô hả con? Đâu trời có ơi, đàn ông đâu. Trời ơi có mà ngủ là cục đêm thôi à, không có mai gì. Ngủ là đêm mà quan trọng ngủ ở đâu? Ngủ với bà đó. Thôi đi má ơi. Trời ơi. Thôi ba đang ngủ với bà lộn đi. Thôi dắt đi đây đây nè. Bây giờ con ngủ với bà thì ngủ với bà. Cái gì? Sao mà ồn ào quá vậy? Liễu về mới liễu về kìa. Ê má liễu. Má liễu. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào quá vậy hả? Tôi mới đi có chút xíu hà, là muốn giành cái chỗ của tôi rồi hay sao? Mời má ngồi. Mày mời tao ngồi mà cái giọng điệu mày như muốn ăn thịt tao vậy đó. Nào có. Chữ nào có của mày nó sặc mùi xoáng ngôi đó con à. Má, má. Má mới làm gì vậy? Tao phớt tà dù mặc áo bà ba. Trời ơi. Nè, tụi mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Trời đất ơi trời. Hả? Bốn đứa mày đứa nào đẻ vậy? Trời ơi má ơi má ơi má má má. Má má nhìn kìa cái bụng lấp lấp coi chừng đứa thứ hai. Cái bụng của tao là mỡ nhân tạo chứ không phải bầu thiên nhiên nha mày. Ơi. Con ở đâu đây? Tại sao tới đây? Dạ con nghe mẹ con kể á, là lúc mẹ con vừa có bầu con á, là ba con đi luôn à. Sau này mới nghe nói là ba con theo đoàn lô tô. Mà từ nhỏ đến giờ
Con không có biết mặt ba của con. Con chỉ mong được gặp ba một lần thôi à. Nhưng mà tìm ba sao vô đoàn lô tô? Ba còn lại trong cái đoàn này. Thưa má. Cái gì vậy? Mày mày là ba ngủ đó hả? Không có, định thưa đi ngủ thôi, không có gì. Trời ơi, con vô nè má. Má vô ngày má ba đâu đi trời. Đi vô đi. Mày đến đây, đến đây với dì để dì hỏi thăm con một chút. Sao con? Con có biết mặt ba con không? Dạ không. Rồi con có biết tên ba con không? Dạ có. Ừ. Dạ ba con tên Đực. Ờ, quê con ở đâu? Dạ quê con ở Long Xuyên. Có gần chùa Bà không con? Dạ có tấm hình của ba con nữa nè. Hình thẻ. Trời ơi, thở còn đầu đinh. Con ơi, rồi con có hận ba con không? Dạ không. Con đừng khóc nữa. Ba con hiểu được lòng con mà. Rồi một ngày nào đó con cũng sẽ tìm được ba con thôi. Hiểu cho ba con nghe con. Dạ. Thôi con đi vô ngủ đi. Rồi sáng về sớm với mẹ nghe con. Dạ. Vô ngủ đi con. Mà dì Liễu ơi. Sao con? Nhìn dì Liễu á, con thương quá à. Ước gì về lấy miếng thành ba của con. Trời. Con ơi, thôi vô ngủ đi cho nằm mơ con à. Thằng Quân là thằng nào? Cái gì nữa vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà vậy? Tôi hỏi bà. Cái gì vậy? Xích vô đây thằng con. Quân là thằng nào? Lôi đầu nó ra đây. Ủa, bộ nó thằng mới vừa chém đàn em của tôi, rạch mà nát mặt. Nó làm đàn em của anh nát mặt. Phải. Sao không đưa đàn em đi mai cái mặt đi mà tới đây làm chi? Không nói nhiều nữa. Bà có lo ở đây không? Nó không có ở đây mà. Tụi bay. Dạ. Phá nát cái đoàn lô tô cho tao. Phá đoàn lô tô à? Chị em. Dạ. Không. Bây giờ muốn cái gì? Bây giờ này ỉ muốn cái gì? Đừng có ỉ nè nè đàn ông nè, muốn cái gì? Hả? Ê. Bây giờ muốn sao? Nó có cây đó, chị em rút lui đi. Dạ. Rút lui. Rút lui. Ra tay đi. Tôi hỏi bà lần cuối cùng, bà có chịu giao thằng Quân ở đây không? Có giữ đâu mà giao. Ngoan cố đúng không? Không có biết mà. Được. Tôi mà. Má. Trời ơi con ơi. Nó đánh con chết con ơi. Đừng mà con. Con quỷ thôi, nhỏ. Thôi tha cho mà. Nó còn nít mà. Mày. Thôi tha cho mày. Bán cho bộ của người ít nhất cũng được gái cho mẹ. Đem đi. Đó là con nít mà. Bố ơi, bố ơi, mẹ ơi, cứu con. Ủa.
là được nè con. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Sóng Gió Cuộc Đời chuyển thể từ bộ phim Lô Tô của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Và nó là rất bất ngờ khi Gia Bảo nhận lời trong tiết mục này. Bởi vì nếu như quý vị đã xem phim Lô Tô rồi thì biết cái vai Lệ Liễu này là của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, mà nghệ sĩ Hữu Châu cũng chính là bác ruột của Gia Bảo. Và hôm nay Gia Bảo đã diễn lại cái vai diễn của người bác của mình, mà không phải chỉ là diễn không thôi mà còn giống cái thần thái, đúng cái cách biểu cảm từ gương mặt tới hình thể của nghệ sĩ Hữu Châu. Em nhận cái vai này em cũng rất là lo, mình giúp cho bé thì phải coi cho kỹ rồi phải làm cho giống, mà nhất là mình không có để bị lố, mất cái hay của nhân vật là mất luôn cái tình cảm mà khán giả dành cho bé. Cảm ơn Gia Bảo rất nhiều. Và quý vị cũng còn nhớ Gia Bảo cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp tài năng nhí, tài năng đặc biệt của Thử Tài Siêu Nhí mùa đầu tiên. Một tràng pháo tay dành cho nghệ sĩ Gia Bảo. Cảm ơn Bảo nha. Không biết rằng Bình Tinh đã bằng cách nào để có thể thuyết phục được đạo diễn cho mình dàn dựng lại dựa trên bộ phim ấy trên sân khấu này? Bé chưa bao giờ biết diễn xuất là gì. Từ đó giờ bé chỉ biết đứng, bé cầm cái mic và bé ca thôi. Chọn cái này thì tự nhiên có một cái nguồn cảm hứng, Tinh lại nghĩ ra một cái màu sắc lạ lạ cho chương trình. Rất là mê cái phim Lô Tô, cho nên thôi thì mình cứ xin một cái mảng miếng ở trong cái Lô Tô để mình đưa vào đây cho nó có một cái sự mới lạ và cho bé có một cái sự diễn xuất nhẹ nhàng để gửi đến cho tất cả quý vị, và hy vọng là bé sẽ gây được sự yêu thương cho quý vị giám khảo cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại nơi đây. Cảm ơn Bình Tinh rất nhiều. Và hôm nay con không chỉ hát hay không đâu mà con diễn cũng tốt nữa. Mời cô Đoan Trang. Wow, quả là một tiết mục đô rất là nặng, làm cho Trang nhớ hồi nhỏ trong xóm, lâu lâu ở trong sân vận động có những cái đoàn Lô Tô về, cái gốc rất là thật. Đâu đó vẫn còn có những người mơ ước muốn được bước lên sân khấu, muốn được diễn, muốn được hát. Cứ thế người ta sống với nhau từ trong những cái đoàn như vậy đó, và chỉ lên hát rồi diễn để thỏa cái đam mê của người ta. Cô Tinh ơi, cô rất là tinh. Cô làm cái tiết mục này gây một cái cảm xúc nó rất là, nó giữa hài, nó qua bi, rất là hay. Bốn cái chú làm Lô Tô, bốn cái cô đó đó diễn xuất quá tự nhiên và quá sức có duyên đi. Rồi sau đó là kết cái màn duyên dáng đó để xuất hiện một cái giọng hát của con ra bài Xa Mưa Dông, rất là dạt dào, làm cho người ta từ đang cười mà cười ra nước mắt luôn. Nó qua một cái cảm xúc khác rất là hay. Còn giọng hát của con á, cô nói thật, những cái câu đầu tiên con hát ra, cô ráng cô tập trung cô xem y như là mở đĩa vậy đó. Bởi vì tất cả những cái vị trí âm thanh con đặt rất là chính xác, cho nên cô nghĩ con là một trong những đối thủ rất là đáng gờm. Chúc mừng con, chúc mừng cô Tinh. Dạ. Con cảm ơn cô. Hát quá ngọt ngào, đặc biệt là ngay cả những cái đoạn về cảm xúc con vẫn giữ được cái giọng của mình. Chú Nghĩa rơi nước mắt với con luôn ở cái bài mà Lý Tương Phùng khi con hát cùng với chú Gia Bảo, nó quá hay. Xin mời cô Thanh Hằng ạ. Trước tiên thì Thanh Hằng cũng xin cảm ơn Thử Tài Siêu Nhí để cho chúng ta tìm được những cái siêu nhí rất là có tài. Mà cũng cảm ơn tất cả huấn luyện viên đã có tài để tìm ra những tiết mục rất là hay, mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn, vi diệu hơn nữa. Cái tiết mục này phải nói thật sự là những sự hỗ trợ của các cô, các chú, đặc biệt là Gia Bảo đã đưa con lên, làm cho cái cảm xúc, cái tiết mục nó càng cao trào thêm nữa. Chúc mừng con, cảm ơn huấn luyện viên Bình Tinh rất nhiều. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Mời cô Việt Hương. Cái lựa chọn này đó là một cái lựa chọn táo bạo của Bình Tinh. Tại em đang dựa trên một cái vai diễn của người khác để đưa bé lên. Thì bốn cái cô chú làm rất là đẹp đẽ, chỉnh chu, sang trọng. Và tôi cũng đã từng hát cho những sân khấu đó. Và bốn người hồi nãy làm cho Việt Hương chấp nhận được một cái sân khấu Lô Tô hiện thực ở trên đây. Và quý vị khán giả khi không được xem phim Lô Tô vẫn hiểu vấn đề đó là một cái buổi nhạc. Cái thứ hai, khi xuất hiện nhân vật của đứa bé, hoàn toàn tôn vinh được con. Giọng hát con rất hay, những kỹ thuật là cô Trang đã nói rồi. Điểm nhẹ đó là chú Gia Bảo rất khôn khéo dằn cái cuối cùng. Tôi là ba của nó đây, gỡ cái tóc giả, đèn follow lên, chỉ follow vô hai nhân vật và hai mảng đời. Cúp thì khi cảnh đó khán giả mới khóc. Còn tất cả những hồi nãy tới giờ dẫn đường dây rất căng, căng thẳng, và để cho người khác mới hiểu được cái Lô Tô là cái gì, đang chích ở đâu và làm cái vấn đề gì.
Đó, cho nên đây là cái khôn khéo đang xuyên của những người chưa bao giờ coi phim. Nhưng mà các cô chú ngày hôm nay đã tôn vinh và làm cho tôi tin tưởng rằng một cái đoàn lô tô có tình nghĩa, sạch sẽ, còn hát rất hay, kỹ thuật rất tốt, chào đón con vô chung kết. Cảm ơn các vị giám khảo. Đây là một cái sự lựa chọn táo bạo nhưng rất là khôn khéo của Bình Tinh. Trên một cái sân khấu này quá nhiều kim sa hộp lựu. Từ các cô chú khác, một cô bé áo trắng đơn sơ với một chiếc ba lô cũ kỹ xuất hiện với một cái giọng hát thiên thần, thì điều đó tôn vinh con lên rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn cô giáo Bình Tinh đã làm một tiết mục tuyệt vời dành cho học trò của mình. Đến với cô giáo của con đi nào. Con về rồi đó hả? Dạ, thương nội con mới đi bán về. Nay bán được không con? Dạ, con bán cũng được con nội. À. Ủa, mà sao chén thuốc con sắc cho ông nội sáng giờ, sao ông nội không uống? Chút nữa nội uống. Thôi, con đi vô tắm rửa rồi ăn cơm đi, nội nấu cơm cho con ăn rồi đi đi con. Dạ. Không biết trong này là gì mà ông nội muốn cho mình mở ra. Thanh, con làm gì vậy? Dạ con đâu có làm gì đâu ông nội. Ông nội dặn biết bao nhiêu lần rồi là không được mở cái rương đó ra nghe chưa? Dạ. Nội, nội hôi nhiều lắm. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ đỡ hơn á nội. À. Nhưng dạo này ông nội thấy trong người ông nội nó bết quá con ơi. Không biết là ông nội có... Nội, nội đừng có nói vậy mà nội. Nội ráng uống chén thuốc này đi, rồi nội sẽ khỏe à. Nội nằm xuống đây một tí đi nha nội. Nội nằm xuống đây đi, rồi con sẽ hát ru cho nội ngủ. Con cầu xin ơn trên thương tình mà cho nội con bao khỏe, sống bên con gờ để con được chăm sóc cho nội. À ơi, ơn dày khắc sâu trong lòng, từ trong tiếng à ơi con được lấp hôn nên người, công người nuôi con từ khi con trẻ hay con ấu thơ, nói đã thay cha dạy con biết bao điều ấy. Mình ơi, không, mình ơi, tôi không phải người vậy đâu mình ơi.
tôi, đừng nghĩ quan cho tôi mà. Nó không phải là con ruột của tôi đâu. Các con ơi, cha không làm như vậy đâu mà. Tội nghiệp nó lắm con ơi. Cha mẹ nó bỏ nó một lần rồi, bây giờ làm sao mà cha bỏ nó một lần nữa. Mình ơi, đừng bỏ tôi đi mà. Mình ơi, các con. Ngay câu nói đầu tiên mà thằng bé gọi tôi là cha ơi, tôi không có dám nghe. Tôi bắt nó kêu là ông nội. Sự thật là đây mà bấy lâu nay nội không thú lộ, nội đã vì con mà chôn chặt nỗi niềm. Con phải làm sao khi đã biết rõ sự Thành. Đưa cho ông nội, đưa đây. Nội thương con nhiều, con đừng buồn. Ơi, mà làm cho lòng đôi nát tan. Nội sẽ sống mãi muôn đời, không bao giờ nội bỏ con đâu. Ông nội chứ không phải cha. Nội ơi, con biết hết rồi. Nội đừng có nói nữa. Từ nay con có gọi nội là ông nội nữa đâu, mà con sẽ gọi nội là cha. Thưa quý vị, là một câu chuyện rất cảm động mà nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và học trò cưng của mình là bé Quách Vũ Thành đã mang đến cho chúng ta. Giờ con có thể con nói cho mọi người nghe đi, trong một năm vừa qua khi mà mình đăng quang quán quân của thử tài siêu nhí mùa 1 xong, thì cái việc học của con nè, rồi việc đi biểu diễn của con như thế nào? Dạ thưa chú, là việc học của con á, thì con vẫn đi học bình thường, mà năm nay thì con được lên Sài Gòn để mà con học. Và thường thường thì thứ bảy chủ nhật con mới đi hát, còn những ngày thường thì con ở nhà để mà con lo cho việc học. À, con có đi hát cùng với ông Năm con không? Dạ có. Ông Năm Hữu Quốc, một năm vừa qua thì ông Năm vẫn bên cạnh và kèm cặp học trò của mình hay sao ạ? Tôi cảm thấy tôi hạnh phúc khi có được những cái mầm non sân khấu như thế này. Thank you.
Con xin chào ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 14 tuổi, con ở Tiền Giang. Con xin hát một bài hát mang tên Nội Tôi. Con ơi, ngọt ngào dễ thương, hát đầy cảm xúc. Trời ơi, chúc mừng phần thi của con. Mấy cô chú ngồi dưới cũng lặng người luôn với giọng hát của con đó. Cô Thanh Hằng ơi, góp ý cho con đi nào cô Thanh Hằng. Con thích ca giọng cổ đúng không? Dạ, con đam mê từ nhỏ. Gia đình con có ai là ca giọng cổ không con? Dạ, có mẹ con với ông ngoại. Cảm ơn con đã có một sự đam mê. Và gia đình con cũng có một sự đam mê giọng cổ. Cái giọng của con rất là tươi, sáng. Mặt con cũng sáng, cũng đẹp.
cô thấy rằng là cái giai điệu bên dân ca đó thì con ca rất là sáng, nhưng mà về qua bên phần cổ đó thì con hơi bị yếu, cho nên nếu mà con được vào sẽ nhờ huấn luyện viên dạy dỗ cho con nhiều hơn nữa, thì cô hy vọng rằng là con sẽ được bước vào và cô cháu mình sẽ gặp nhau. Chú Quang Lê thấy thế nào? Chú Quang Lê, chú khen là con có giọng hát đẹp. Cái bài mà nội tôi này á thì con xử lý một đời nuôi cháu thương con, một đời treo ghé đưa đò, nghĩa là mình ghé rồi không có ghe nữa. Chú nghe chú nói là ghé đi đâu, cho nên nếu sau này lỡ con có hát lại thì con xử lý cái chỗ này lại như chú dị chỉ con. Một đời nuôi cháu thương con, một đời chèo ghé đưa đò. Yeah. Ta hiểu chứ ghe liền đúng không? Cho nếu mình chèo ghé thì không hiểu. Chú chỉ như đó thôi. Con đủ tiêu chuẩn để vào tiếp. Dạ. Như vậy là chú Quang Lê đã chọn con đúng không ạ? Cô Thanh Hằng. Cô xin phép được chọn con. Cảm ơn cô. Cô Diệp Hương. Cô chọn. Coi như là có 3 sự lựa chọn từ ban giám khảo rồi. Chúc mừng con gái nha. Và với bé thì sẽ vào lớp của dân ca cải lương Bình Tinh là cô giáo chủ nhiệm. Đến với cô giáo của con đây nè. Chúc mừng cô Bình Tinh đã có thêm một học trò xuất sắc. Cô giáo luôn. Thí sinh tiếp theo sẽ mang lại bất ngờ gì cho thử tài siêu nhân? Con xin chào các cô các chú. Con tên là Phạm Thị Kha Thi. Năm nay con 11 tuổi. Con đến từ huyện Củ Chi. Trời đất ơi, bận áo dài tôi biết Củ Chi liền. Bây giờ lên đây làm gì mà bận đồ như thập niên 60, 70 vậy tím ba? Dạ, con hát 2 câu giọng cổ. Trời ơi, tím mặc bộ đồ này hát 2 câu giọng cổ là đúng rồi. Bà nói không đúng, tôi xử bà đẹp liền á. Cất cái giọng lên tôi chịu quá. Cái ba chữ đầu thôi tôi quay qua tôi nhìn vàng liền. Giống cô Mỹ Châu á. Cái giọng khàn khàn chầm chầm xuống á. Nghe đã lắm Thím. Được Thím ơi, tôi cho Thím một phiếu vô đó. Chúc mừng con, mới đầu mà mình đã có dạ, được một phiếu. Dạ con cảm ơn cô. Từ cô Việt Hương rồi. Cô Thanh Hằng thì sao ạ? Con có cái giọng ca sáng cũng rất là tốt. Sao đây huấn luyện gì? Cưng lắm chị ơi, chịu chị Hằng. Được. Chị hỏi Bình Tinh luôn, tại vì mình không biết, mình ngồi đây mình để mình học luôn. Cô toàn nghe cô Thanh Hằng với các cô chú đàn anh đàn chị, những bậc thầy hát thôi, thì cô biết được một điều là nấc á, thì nó cũng phải nấc có những cái chỗ nó hợp lý. Còn cái nguyên cái đoạn đầu của con sử dụng nấc có những cái chỗ nó không hợp lý thì đâm ra nghe cái bài không có mướt. Đúng không không chị Thanh Hằng? Đúng vậy em. Con cũng bị cái nhịp nó bị chao, con chưa có chính xác cái cuối thì chắc là tại con rung cho nên rung là nó hột nhiều quá. Bé thì nói chung là còn nhiều sơ sót thì nếu mà quý vị giám khảo cho bé một cái cơ hội thì Bình Tinh cũng sẽ cố gắng. Đó, ừ, okay. Nó ở một bên luôn đó chị. Vậy thì chị sẽ cho con có một cái cơ hội để con bước vào bên trong đi theo thầy để thầy có thể huấn luyện con lại, thì lần sau gặp lại con sẽ khác hơn hẳn nữa nha con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Về cái phần mà
Tân Cổ á, thì cô không rành bằng cô Thanh Hằng hay cô Bình Tinh. Nhưng nếu như cô Thanh Hằng đồng ý mà cô Việt Hương cũng ủng hộ, rồi cô Bình Tinh cũng cảm thấy tự tin khi nhận con về đội, thì cô sẽ cho con một phiếu. Yeah, chúc mừng. Dạ, cảm ơn con. Con nhận thêm một lá phiếu nữa từ cô Đoan Trang. Thứ ba về đi, thứ ba. Như vậy là với bé Kha Ti, lớp học dân ca cải lương của cô giáo Bình Tinh đã hoàn thiện. Cùng cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ
đã lâu lắm rồi không về chung. Nhớ hoài kỷ niệm những ngày còn thơ, mẹ giờ đây đã yêu rồi, thương sao dáng đi cuối chiều, mẹ một đời gánh gông vì con. Cảm ơn Nho Múa, cảm ơn Nho Múa luôn, Nho Múa xuất sắc quá Nho Múa ơi.
Cảm ơn ạ, cảm ơn rất nhiều. Các bạn rất là tuyệt vời. Đúng rồi, đại diện của Phương Việt đó, show nào cũng có cổ, cho cổ múa không bao giờ lấy tiền cát xê nha mọi người. Tại vì thực sự là không có các vũ công thì cũng khó để có những tiết mục hay như thế này. Không đúng. Chỉ là vũ đoàn Phương Việt mà những vũ đoàn khác, vũ đoàn Đam Mê, vũ đoàn MQ của thầy Mạnh Quyền hay là vũ đoàn Mania Team cũng rất là tuyệt vời. Thực sự là phải cảm ơn các vũ công rất nhiều vì các bạn đã lao động hết mình tại thử tài siêu nhí. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình quay trở lại, không nói về dàn dựng nữa, bây giờ mình nói về vấn đề giọng hát. Chú Nghĩa có cảm giác cái tiết mục này là cái tiết mục thi đêm chung kết. Dạ đúng rồi, đúng rồi đó. Nó hoành tráng, với rần mà nó hay quá đi. Cho nên là không biết bây giờ thầy con đã dồn bao nhiêu tâm tư cho con trong tiết mục đêm bán kết này rồi. Cô, nếu con như mình được vào chung kết. Cô, à, cô con. Nếu mà bây giờ, nếu mà thầy cô con. Thầy cô con. Mà cô nhỏ xíu à. Thầy không đó nó bị lướt chữ. Nó dồn hết tâm huyết vậy rồi thì đến đêm chung kết thì thầy cô con. Còn kêu gì nữa mà xài cho con đây không biết luôn. Nhưng mà phải nói là hôm nay là quá tuyệt vời, chúc mừng con. Em đã phát hiện ra một điều. Kể từ khi thầy Quốc Đại đi lưu diễn ở nước ngoài thì bắt đầu những cái phần biểu diễn của thí sinh có nhiều vũ công và dàn dựng công phu hơn. Là do thầy Đại đi làm kiếm tiền gửi về đây cho các bé nó có thêm cái sự đầu tư đa dạng. Chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật lớn cho thầy Quốc Đại, sự hy sinh rất là cao cả, đi cày kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ nó đi thi. Dạ, xin mời cô Đoan Trang ạ. Với cái phần biểu diễn ngày hôm nay, con vẫn làm tròn được cái nhiệm vụ của thầy giao cho con, của thầy cô giao cho con. Đó là những cái ưu điểm của con vẫn còn đó. Cái giọng ngân của con rất đẹp. Cái âm thanh ở phía trên của con rất là sáng và nó như cái tiếng chuông ngân vậy đó. Và cái âm trầm và âm trung rất là mượt. Cái đó chỉ cần gìn giữ được những cái điều đó đã là tốt rồi. Và cô thấy là con xứng đáng là giống như một hoàng tử dân ca của thử tài suy nhí mùa 4 này. Chúc mừng wow. Con. Wow, cảm ơn cô. Cô ạ. Cô Ốc thấy bé nó bữa nay diễn sao ạ? Chứ em thấy cô cũng căng thẳng lắm. Ngày hôm nay cô cảm giác giống như cô đang nghe đĩa vậy đó. Tại vì tiết mục của con dài mà con hát quá hay. Ngoài từ hay ra cô không biết phải dùng cái từ gì để mà diễn tả nữa. Có những lúc mà cô mặt cô cứ vừa cười vừa nhăn một cái mặt mà nó không biết tả làm sao mà quay qua nhìn thấy cái mặt thầy Đại Nghĩa cũng y chang, xong hai đứa cùng thốt lên. Hay quá. Tới em phát biểu được chưa ạ? Mời cô. Thầy Đại mà ngồi ở đây, cô bảo đảm với con một điều là thầy Đại vô cùng là tự hào về con. Bởi vì đào tạo ra được một cái nhân tài, đào tạo ra được một người học trò giống y thầy Đại về cái giọng hát. Anh Đại hát hay lắm mọi người ơi, anh Đại hát mà mình phải nhắm mắt lại nghe thôi. Nhưng con hơn thầy con ở một chỗ là con đẹp hơn thầy con rất nhiều. Bởi tôi nói anh Đại nhờ sai người ngồi đây rồi. Chuyện này về anh Đại bánh sạc. Thái Hà qua đây con, Thái Hà qua đây, chú Duy nói. Chú Duy cũng muốn nói con một điều nữa là ở đây tất cả mọi người ai cũng yêu thương con hết nha. Cả thầy Nam Cường bên kia nãy cũng ra lo lắng cho con cái micro rồi tất cả mọi thứ. Thì con phải cố gắng thể hiện nhiều hơn nếu mình được vào vòng chung kết con nha. Cảm ơn. Rất là quen thuộc đối với nhạc phim, phim Aladdin. Và cô bé này đã hát lại cái ca khúc nhạc phim Aladdin và lời Việt từ do Ái Phương viết lời. Thì do đó một cái ca khúc nhạc phim này chắc chắn sẽ là một cái thử thách khó đối với cái độ tuổi của mình rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lắng nghe và nhận xét từ các thầy cô trong ban giám hiệu nha. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Wow, cô không ngờ một cô bé 9 tuổi mà có thể hát được một bài hát này. Cô muốn một tràng pháo tay nữa dành cho con. Cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát âm vực quá rộng đi, bởi vì nó có cái phần đầu là những cái nốt giới thiệu, cho nên là nó rất là thấp, bởi vì đó là những cái nốt tự sự, rồi sau đó nó mới đi vào cao trào và đẩy cao trào liên tục thì bắt buộc mình hát rất là mệt đó con. Mà con có một cái giọng hát khá là hoàn chỉnh. Ban đầu thì khi mà cô nghe giọng con lúc đầu thì nó hơi tối, thì cô cũng vẫn lại lo cái câu chuyện về tông.
Nhưng mà sau đó là cái phần sâu quá cao thì đây là câu chuyện về âm vực. Mà với một bài hát âm vực rộng như vậy thì chắc chắn là thầy của con không có cách nào khác là chỉ giữ cái tông đó để đủ cái lực hơi của con để giữ được những cái nốt ở dưới, những cái nốt trầm nhất và nốt cao nhất cho con thôi. Và như vậy là một cái sự cố gắng rất là lớn của con rồi, và cô đánh giá rất là cao, rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì cái phần biểu diễn này được dàn dựng rất là hoành tráng, có các cô chú xung quanh với những cái đạo cụ rất là to. Một em bé 9 tuổi nếu như không đủ kinh nghiệm thì tụi con sẽ bị dễ bị choáng ngợp. Rồi còn đeo ở trên đầu những cái nón này kia, mặc áo váy dài, rồi phải diễn với các cô chú mà ở cái thế lực đen tối đó, là trong cái phần điệp khúc đó. Nhiều cái phần đó cộng hưởng lại cho thấy là con là một em bé rất là bản lĩnh. Và đây là một phần biểu diễn thành công đối với cô. Xin chúc mừng con và thầy Quốc Đại của con. Dạ, cảm ơn cô Đoàn Trang. Con mời cô Ốc Thanh Vân nha. Dạ, người biết không, cô thích bài hát này khủng khiếp luôn. Không biết là mọi người đã xem bộ phim Aladdin phiên bản mới nhất chưa? Bộ phim này với phiên bản lồng tiếng Việt á, hay nhức nhối. Tất nhiên là sẽ có sự so sánh giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng cô thấy rằng là ở bản tiếng Việt gần gũi và mọi người hiểu được hết tất cả nội dung. Và cái đoạn nàng Jasmine phải chiến đấu để bảo vệ vương quốc của mình và không thể im lặng trước những cái thế lực xấu nữa. Một cái đoạn mạnh mẽ mà cho thấy cái cá tính của cô nàng này. Nên đến khi mà cô thấy là tiết mục của mình là hát lại bài hát này, cô có hơi ngạc nhiên là ủa tại sao? Nếu vậy không để cho Gia Nghi hóa thân thành nàng Jasmine luôn với bộ trang phục đó, cái bối cảnh đó thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì cô đã hiểu lý do, thông điệp rất là hay và được lồng ghép trong bài hát này. Và thật sự nó rất là phù hợp với ngay lúc này. Trong cái lúc mà mình đang ghi hình thì vừa rồi vừa mới xảy ra một vụ cháy rất là lớn ở Hà Tĩnh. Làm sao để con người ta có thể bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp đây? Tất cả là phải nhờ ý thức của mọi người và chúng ta cần phải làm điều đó. Và một đứa trẻ nhỏ như con cũng đã hiểu được điều đó rồi và con đã thể hiện trong ca khúc này. Cô rất là cảm phục cái việc mà con đã rất là cố gắng cho bài hát này cũng như là cả sự dàn dựng của thầy Quốc Đại. Cô nghĩ đây là một tiết mục rất là đẹp. Đúng là chúng ta không thể im lặng được nữa. Chúng ta sẽ phải lên tiếng và mọi người đều phải làm tốt cái việc này để bảo vệ mọi thứ xung quanh, đúng không con? Riêng đối với Gia Nghi thì hồi nãy cô Đoan Trang có góp ý con về phần giọng hát rồi, chắc là bạn Nghi cũng biết rồi. Thì mai mốt cô nhắc Nghi chút xíu thôi nha. Đôi khi mình diễn đó thì có những lúc trang phục hay là tóc của mình á, nó có thể làm mình hơi bị phân tâm một chút. Cô biết là con cũng không muốn, nhưng mà lúc mà bước ra sân khấu lúc đó con đang rất là đẹp nhưng mà tóc con che mất tiêu, còn thấy con bên mắt à. Nếu mà mình hát mình thấy con bên mình cũng hơi khó chịu, đúng không? Thì lúc đó mình có thể mình linh hoạt xem mình có một cái động tác nào đó để mình hợp lý hóa cái chuyện mình hất tóc hay không. Cái đó chỉ là một chút xíu nhỏ thôi, Gia Ghi sẽ làm được điều đó. Còn về cơ bản thì con đã làm rất là tốt rồi và cô nghĩ là tiết mục này chắc là sẽ rất là nhiều người thích và sẽ chia sẻ rộng rãi đó. Thầy Đại Nghĩa tính làm thơ nữa. Em đâu bắt lỗi gì đâu mà anh. Cái dáng tóc thôi cũng bắt lỗi con nhỏ nữa. Cái đó là em nói bé là lần sau bé lưu ý hơn thôi. Chứ hình ảnh bé đẹp tự nhiên che mất bên mắt rồi. Mới có 9 tuổi hát một cái bài nó khó như vậy, nó cần phải có cái sự tập trung cao độ. Thời gian đâu, tâm trí nào mà nghĩ tới cái chuyện cọng tóc nó che cái mặt. Trời ơi con ơi, nói thiệt nha, cỡ như chú hay là cô Dân mà hát cái bài này, bây giờ tóc nó ụp nó che hết cái mặt, chú cũng không có tinh thần mà dán ra nữa con. Thật sự thì thầy Đại cũng thấy mình rất là ác khi mà đã giao một cái bài hát này cho con. Bởi vì đây là một bài hát mà thầy đi xem phim thầy quá thích đi. Và thầy nghĩ rằng mình phải làm ca khúc này trên Thử Tài Siêu Nhí. Nhưng mà thầy hay chứ, thầy cập nhật vừa cái bài hot của phim mới của Aladdin nè. Thầy vừa cập nhật cái tình hình thời sự bây giờ, vừa cháy rừng xong. Cho nên là rất là cộng hưởng, rất là hiệu quả. Nhưng mà đối với thầy hôm nay, con đã làm rất tốt so với những gì con đã tập cho tới giờ. Tới hôm nay là thầy thấy con phát triển rất là tốt. Mà mỗi ngày con mỗi tiến bộ rất là nhiều. Thầy tin rằng là nếu như mà con có cơ hội đi tiếp, con sẽ làm còn nhiều điều tốt nữa. Cố gắng con nha. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta vừa đến với một cái tiết mục dự thi mà nó không chỉ dừng lại ở việc là nhận được bao nhiêu điểm số, mà chúng ta đã nhận được một cái thông điệp rất là rõ ràng từ tiết mục dự thi của bé, đó chính là hãy bảo vệ yêu thương môi trường. Và chúng tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến với Vũ đoàn Phương Việt, đến với các thầy cô trong lớp học Nhi Sắc Nhí và tất cả những thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí đã tạo một cái sân chơi ngày hè như thế này để các bé có thể mạnh dạn nói lên những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Một lần nữa chúc mừng con.